Thưa quý vị, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, người được mệnh danh là đệ nhất danh cầm, là báu vật của đờn ca tài tử, vừa có buổi giao lưu với các nghệ nhân và người dân nhân dịp xuân Kỷ Hợi. Đến tham dự buổi giao lưu đờn ca tài tử này còn có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoàng. Với 102 tuổi đời, trong đó có gần 95 năm tuổi nghề, nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã giới thiệu đến mọi người trong buổi giao lưu đôi nét về loại hình đờn ca tài tử và một số loại đàn phục vụ loại hình nghệ thuật này. Những ngón đàn điêu luyện của người nghệ sĩ tài hoa đã đưa mọi người qua nhiều cung bậc cảm xúc, lắng lòng lại với những làn điệu của quê hương trong đêm xuân ấm áp. Thời gian gần đây, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thường xuyên tổ chức cho giới trẻ gặp gỡ giao lưu với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo để góp phần gìn giữ và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Cũng trong đêm qua, hơn 50 tài tử đến từ các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở Lai Dung, Lấp Giò và thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đã cùng nhau giao lưu và biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Sa Đéc. Chương trình có 14 tiết mục nằm trong 20 bản tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây là các sáng tác mới ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, mừng xuân mới, vẻ đẹp con người và quê hương Đồng Tháp, thành tựu và những thay đổi của vùng đất sen hồng.